Rất hân hạnh được gặp lại tất cả mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà đất Thị Hùng bán nhà của Vấp và Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống website nhà đất Thị Hùng.com và trên hệ thống Facebook Nhà đất Thị Hùng bán nhà của Vấp và Tân Bình. Buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ đến với trục đường Quang Trung, phường 11. Chúng ta đến với một căn nhà phố rất đẹp và đang có giao bán rất là mềm nha mọi người. Và căn nhà trong khu này đang có tầm giá chỉ có tầm 6 tỷ đến 6 tỷ 500 triệu đồng một căn thôi. Và hôm nay mình sẽ chọn một căn đẹp nhất trong khu này mình gửi đến mọi người chúng ta. Và chúng ta để ý lại mặt tiền mặt chính căn nhà mình một lần nữa này. Căn nhà nằm trong khu đồng bộ rất là cao cấp nha. Chúng ta để ý khu đồng bộ này. Khu đồng bộ cực kỳ VIP và hướng nhà mình là hướng đông và diện tích căn nhà mình là ngang 4m2, độ dài là 16m và thiết kế là một lửng và ba lầu. Phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch nha mọi người. Chúng ta cùng nhìn mặt tiền. Rồi chúng ta cùng để ý con đường trước nhà mình này, một con đường 5m xe hơi vào tận nhà và đường này là đường thông nha mọi người. Khu này là một khu nhà lầu đồng bộ rất là cao cấp của trục đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và mình xin bật mí mọi người là khu này đang có giá bán rất mềm nha mọi người, chỉ từ 6 tỷ đến 6 tỷ 500 triệu đồng một căn thôi. Diện tích là ngang 4m2, độ dài 16m. Và chúng ta để ý con đường của căn nhà mình. Rồi mình sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà này chúng ta tham quan nha. Thì phía trước đây chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt phía ngoài, lớp cửa cổng. Và sát với lớp cửa sắt chúng ta có một lớp cửa cuốn nữa nha mọi người. Nhà mình có hai lớp cửa rất là an toàn và kiên cố luôn. Và di chuyển vào phía trong chúng ta sẽ tới với khu vực sân đậu xe máy này. Đây chúng ta có khoảng sân đậu xe máy 2m này. Và phía bên ngoài sân đậu xe máy này chúng ta có khu vực tủ giày dép và tủ nón bảo hiểm. Nhà mình thì được thiết kế là một trệt, một lửng và ba lầu. Với công năng sử dụng là khu vực đậu xe máy, gara xe hơi dưới tầng trệt, phòng bếp phía sau, phòng khách trên tầng lửng, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và hướng nhà mình là hướng đông, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà này nằm trên trục đường Quang Trung, phường 11, ngay sau nhà thờ và chợ Hạnh Hưng Tây. Nếu chúng ta đi từ đường Thống Nhất vào thì cũng vào được căn nhà mình nha mọi người, đường thông từ đường Quang Trung ra đường Thống Nhất. Và với cách bố trí và thiết kế không gian rất đẹp và cao cấp, chúng ta để ý này. Trên chúng ta có trần thạch cao này, đèn chùm chiếu sáng nhìn rất là lung linh, với những ánh đèn LED LED phả vào tường màu xanh, nhìn lên một căn nhà phải nói là tuyệt vời. Và căn nhà mình thì đang được bên Hùng chào giá rất là mềm. Trước đây thì căn nhà này chào giá với giá 7 tỷ 2, nay bên Hùng đã làm lại giá mới chỉ còn 6 tỷ 500 triệu đồng thôi. Thì quý anh chị quan tâm có thể alo đến bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và mình xin lưu ý mọi người, khu này chỉ có giá từ 6 tỷ đến 6 tỷ 500 triệu đồng. Mà đây là đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp nha mọi người. Ngay nhà thờ và chợ Hạnh Hưng Tây đi vào, hoặc là trục đường Thống Nhất, ngay ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng đi vào nhà mình thì cũng rất là thuận tiện luôn cho chúng ta di chuyển xe hơi xe máy vào nhà. Và khi chúng ta mua căn nhà này thì sẽ được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, được gia chủ tặng toàn bộ nội thất, được xem sổ hồng và các giấy tờ liên quan, cũng như là được bên mình hỗ trợ vay ngân hàng từ 60 đến 80% giá trị căn nhà. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ được giảm giá ngay từ 2 đến 500 triệu đồng một căn. Và nhà mình thì có sofa này, bàn ăn. Sofa đang để ở khu vực gara xe hơi này. Phía dưới gara xe hơi này gia chủ ốp gạch bóng kính 80 và có đổ bê tông phía dưới. Hai bên tường chúng ta ốp gạch tường lên cao khoảng chừng 1m2. Trên tường thì chúng ta có những bức tranh treo tường. Và nhà mình thì thiết kế với không gian rất là thoáng và cực kỳ mát luôn, với hai giếng trời, một giếng trời ở giữa và một giếng trời ở cuối nhà, tạo cho một căn nhà cực kỳ mát. Khi chúng ta mà ở trong căn nhà mát và thoáng như thế này thì chúng ta cảm thấy thoải mái và ở rất là sướng nha mọi người. Di chuyển vào phía trong thì chúng ta để ý thấy ở đây thì gia chủ để cái cầu thang sát ở nhà này, sát vào bên tường, thì chúng ta có thể di chuyển xe hơi vào nhà mình thì nó thoải mái và chúng ta đậu được xe từ 4 đến 7 chỗ bên trong luôn. Và nhà mình thì gia chủ để rất là nhiều những cây xanh, và cây xanh này đa số là cây thật nha mọi người. Phía sau thì chúng ta sẽ có khu vực không gian phòng bếp. Cái phòng bếp phía sau này thì gia chủ có tặng mình một cái bộ bàn ăn 6 ghế mặt đá được làm bằng chất liệu là gỗ căm xe này. Và hai bên tường chúng ta cũng ốp gạch tường lên cao khoảng chừng 2m. Trên thì chúng ta có giấy dán tường, một bức tranh về bãi biển. Và bên này chúng ta có khu vực tủ kệ bếp này. Tủ kệ bếp của nhà mình thì với tủ gỗ được làm bằng chất liệu gỗ sồi, có khu vực để tủ lạnh rất là bự này. Và khu vực bếp thì gia chủ có làm khu vực bồn rửa chén bát cũng như là khu vực đặt bếp cho nhà mình. Phía sau thì chúng ta sẽ tới với khoảng giếng trời và phòng vệ sinh cuối nhà.
Phòng chơi của nhà mình gia chủ làm tương đối rộng và được ốp gạch rất là kỹ đây. Và đây có khoảng trời rất là rộng rãi này mọi người. Khoảng trời này thì lấy gió và lấy sáng ở toàn bộ căn nhà của gia đình mình. Và phía sau thì chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh cuối nhà. Đây là phòng vệ sinh cuối nhà này mọi người. Phòng vệ sinh này chúng ta sử dụng chung ở dưới tầng trệt nha. Khi chúng ta ăn uống và chúng ta về nhà thì chúng ta có thể sử dụng cái phòng vệ sinh này. Và đây là mình quay từ phía sau ra. Đây là hoàn toàn mình quay từ phía sau ra nha. Cái này chúng ta có không gian của cái bàn ăn. Đây có gara xe hơi này thì mình đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ nha. Khu vực cầu thang gia chủ sử dụng tay vịn được làm bằng chất liệu là gỗ căm xe, lan can kính cường lực 10 ly và mặt đá hoa cương. Hai bên tường khu vực cầu thang thì gia chủ làm rất là kỹ, được ốp gạch giá gỗ. Chúng ta di chuyển và con nít lên thì chúng ta dơ bẩn thì chúng ta có thể lau chùi được. Và chúng ta dơ mang đồ lên trên nhà thì không bị chảy xước nha. Và trên tầng lửng này chúng ta sẽ có cái phòng tiếp khách chính trên đây. Với rất là nhiều cây xanh được để trên khu vực này này. Đây, chúng ta có phòng tiếp khách trên tầng lửng rất là rộng này mọi người. Phòng tiếp khách trên đây thì gia chủ có để tủ kệ tivi này, sofa. Đây có sofa, sofa mini thôi. Dưới chúng ta có bộ rồi. Trên này chúng ta có trần thạch cao này, đèn chiếu sáng này. Và phía khoảng phía sau căn nhà mình thì gia chủ ở khu vực làm khu vực bồn rửa này với hệ thống gương soi và hai bồn rửa mặt và tay chân cho khách ngay đây. Chúng ta nhìn như khách sạn luôn nha mọi người. Được ốp gạch và có những cái đèn led rất là sang. Khu vực này thì nó thông với cái khu vực giếng trời này luôn. Chúng ta vào căn nhà rất là mát nha mọi người. Đây có hai bồn rửa nha. Đây mình quay từ phía sau ra cho mọi người nhìn này. Đây là phía sau, không gian tầng lửng mình quay ra nha. Và mình di chuyển lên trên lầu để chúng ta tham quan 4 phòng ngủ căn nhà này. Nhà mình có tới 4 phòng ngủ ở trên nha và 4 phòng vệ sinh riêng. Tất cả nhà mình thì có 5 phòng vệ sinh. Và quý anh chị quan tâm có thể alo đến bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Hoặc là chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhadathuyhung.com cũng như trên hệ thống Facebook Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình để chúng ta xem thêm rất là nhiều những mẫu mã nhà bán mới đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Phòng ngủ số 1 này thì phía trước chúng ta có cửa ra ban công và cửa sổ có hai bên. Và phía trước chúng ta có ban công rộng để trồng cây xanh. Có màn rèm cửa và lớp cửa ra ban công chúng ta sử dụng cửa nhôm sinh pha. Phòng ngủ nhà mình thì gia chủ đều làm tủ kệ tivi và tủ áo được làm bằng chất liệu là gỗ căm xe. Có máy lạnh được gắn sẵn luôn. Trên này chúng ta có trần thạch cao, đèn chiếu sáng. Và có phòng vệ sinh trong luôn nha mọi người. Đây là phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt và gương soi phía ngoài. Phía bên trong thì chúng ta có bồn tắm đứng và vòi tắm hoa sen cũng như là vòi tắm sen thuyền. Phòng ngủ số 1 nha. Nhà mình thì thiết kế lệch tầng. Lệch tầng nhưng mà lệch tầng rất là thấp, chỉ có 2 bậc thôi. Đây là phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau. Thì chúng ta cũng có tủ kệ tivi này, có cửa sổ ra khu vực giếng trời phía sau để lấy gió và lấy thoáng cho cái phòng ngủ phía sau. Và chúng ta cũng có phòng vệ sinh trong luôn. Phòng vệ sinh sẽ nằm ở đây với bồn cầu, lavabo, gương soi và vòi tắm hoa sen. Và phòng vệ sinh chúng ta ốp gạch rất là đẹp, mẫu gạch này rất là mới nha và đang được rất là nhiều căn nhà sử dụng. Phía dưới thì chúng ta sử dụng sàn gạch giá gỗ. Đây là phòng ngủ số 2 thì chúng ta để ý thấy cũng có máy lạnh và có tủ áo cũng như là cửa gỗ. Thì mình sẽ lên lầu 2 để chúng ta tham quan phòng ngủ số 3 và số 4, mình như tham quan sơ qua thôi nha.
nó giống phía dưới nha mọi người. Đây chúng ta có khu vực không gian phòng ngủ số 3 này, nó cũng giống y phía dưới nha mọi người, cũng có tủ áo và cửa sổ ra ban công, cũng như là tủ kệ tivi và có phòng vệ sinh trong luôn này. Nhà làm rất đẹp và cực kỳ ấm cúng, và giá bán thì đang rất là mềm bên nhà đất Huy Hùng, chỉ 6 tỷ 500 triệu đồng thôi đã giảm ngay 700 triệu rồi nha mọi người, giảm tới 700 triệu rồi. Giá này đã sát với giá chủ nhà chốt rồi, chúng ta mua thì sẽ được thương lượng chút đỉnh nhé thôi, rồi chúng ta sẽ nhận nhà và dọn vào ở ngay. Mình xin lưu ý mọi người thì căn nhà này đã có sổ hồng sẵn rồi, chúng ta mua thì sẽ công chứng và dọn vào ở ngay thôi. Với giá bán là rất là mềm cho một căn nhà trên trục đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể đi từ đường Thống Nhất vào nhà mình, hoặc là chúng ta có thể đi được từ đường Quang Trung cũng vào được nhà mình luôn, rất là thuận tiện nha. Trên này chúng ta có khu vực phòng thờ này, đây là phòng thờ của nhà mình này, phòng thờ đây nha mọi người. Và phía sau thì rào chắn rất là kỹ rồi, nhà mình hướng đông, phía sau thì là hướng tây. Đây có cầu thang lên trên luôn nha mọi người, gia chủ làm suốt ra thế này luôn. Khu vực này chúng ta giặt đồ và phơi đồ nha, để máy giặt này và phơi đồ ở đây. À, phía bên này là phòng thờ, và ngoài này là sân thượng phía trước này. Sân thượng phía trước của nhà mình thì được trồng cây xanh và làm rất là đẹp, với những cái lam để chúng ta chiêu lan. Và giá bán cho căn nhà này, Hùng xin nhắc lại khi chúng ta liên hệ bên Hùng, chỉ có 6 tỷ 500 triệu đồng thôi. Rồi nhà đất thì Hùng xin chào và hẹn lại quý hàng ở những video tiếp theo.